Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đà Nẵng. Alo, vâng nghe. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi Alo, của vâng bạn nghe là đây gì ạ. đấy ạ? Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Câu hỏi là hôm bữa vào chương trình là có nghĩa là hôm bữa mình có đặt một câu hỏi như thế này. Mình có hai người bạn, tôi Dạ. thấy là gia đình thì không không hạnh phúc, nhưng mà mình có hai người bạn gái thì một người bạn gái đã chia tay rồi, nhưng mà vẫn còn chưa chịu kết thúc ấy. Vâng. Vâng, rồi còn một người thì mình đang yêu. Như vậy thì bây giờ muốn chương trình tư vấn như thế nào để, đây là câu thứ nhất, tư vấn như thế nào là để mình kết thúc cái câu chuyện trước đây cho Dạ. nó một cách êm xuôi, vì thấy sợ có một cái điều nó xảy ra nó không có hay, thành ra là đang 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 phân vân cái chuyện đó. Câu hỏi mà bạn gửi tới chương trình là muốn tư vấn về cái chuyện tình yêu đúng không ạ? Vâng, để chia tay một người và để đến À, một người. vâng, để chia tay một mối tình và chuyển sang một mối tình khác. Vâng. Vâng, tôi hiểu là bạn cũng đang rất là trăn trở đúng không ạ? Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, cảm ơn Bích Ngọc. Vâng, chào anh Đinh Đoàn. Xin chào em. Vâng. Ban nãy anh có nghe thì em nói là cuộc sống gia đình không được hạnh phúc. Tức Dạ. là cuộc sống gia đình riêng của mình, em đã từng kết hôn và đổ vỡ một lần đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 50, Wow, thế à? 50 tuổi. Ngày xưa cái cuộc hôn nhân trước ấy, mình có cháu không? Hai cháu lớn rồi. Hai cháu lớn lên, ông nội ông Cháu ngoại đã chưa? ra trường đi làm và một cháu vừa đăng vô đại học. Tức là Vâng. cái cuộc hôn nhân trước là hoàn toàn dứt điểm rồi đúng không? Ly hôn đàng hoàng rồi. Vâng. Thế bây giờ mình sống với ai? Sống với các cháu hay là sống một mình? Không, sống hai cháu nó ra phố rồi, còn ở quê đang sống mình. À, thế còn thì bà vợ cũ là cũng không có liên quan gì nữa đúng không? Vâng đúng rồi. Ừ. Thế và hiện nay thì có hai cô bạn gái, tức là Không sau mà cuộc. vì xin nói cho chương trình này, tại vì là không phải, nhưng mà đề tài tướng mạo hơi nói chung là sáng sủa chút, thành ra là cũng có nhiều bạn gái muốn làm bạn Rồi, tuy đúng 50 nhưng mà giống ngon lành đúng không? không? Và rất là nhiều bạn gái thích, nhưng mà đi vào vòng chung kết ấy thì là có Vâng. hai bạn. Vâng. Một bạn thì mình có vẻ không muốn nữa nhưng cô ta thì vẫn cứ muốn tiếp tục. Vâng. Trong khi đó thì có một cô bạn thì mình chỉ muốn là chọn hai để lấy một thôi đúng không? Coi như là muốn chọn người sau, nhưng mà người trước thì cái không chịu buông 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 ra gì đâu. Em nói kỹ một chút về cái người trước xem nào, người ấy là người con gái còn trẻ chưa từng có kết hôn hay là cũng lỡ dở một cuộc hôn nhân Có lỡ một hôn nhân, nhưng mà vì sao? Vì không hợp. Nói chung trong 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 mối quan hệ nó có nhiều cái nó bất đồng nhiều quá. mối quan hệ đã đến mức nào rồi, đã Cũng ăn sao, nằm cũng với khá nhau sâu chưa? rồi, cũng khá sâu rồi, cũng nhiều năm rồi, nhưng mà Ôi, càng về sau nó càng thấy nó bất đồng nhiều quá. nhiều năm rồi, tức là cũng đã chung sống rồi đấy. Không, cũng có qua lại rồi, không chung sống nhưng qua lại nhiều. Rồi, qua lại nhiều rồi. Vâng. Thế xong rồi khi mình mà xuất hiện cái cô bạn gái thứ hai, mình thấy nó hợp hơn thì mình Vâng, đúng. muốn 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 dừng cái mối quan hệ trước lại. Mình đã Đúng nói rồi. gì với cô ấy hay là có cái thái độ như thế nào? Có, tại vì sau nhiều lần lần xúc phạm thì mình cũng có nói thẳng thôi, bây giờ nó không còn hợp nhau nữa thì nên chia tay đi vậy thôi. Mình cũng nói thẳng với cô là không hợp nhau, đến cái tuổi này rồi anh với em cũng chẳng phải là thanh niên gì đúng không? Vâng, Anh dạ cũng vâng. 50, em cũng bốn mấy rồi. Vâng. Chúng ta cũng đã chung sống với nhau, cũng có qua lại, chẳng là vợ chồng thì cũng đã từng như vợ chồng. Vâng. Và anh nhận thấy là càng ngày thì càng không hợp nhau, cho nên tốt Vâng. nhất là dừng lại vì chúng ta không còn quá nhiều thời gian để mà mất thời gian để mà cứ hàn rồi gắn rồi giận rồi hờn rồi đi làm lành, mệt mỏi lắm đúng không? Tuổi Vâng, này đúng thì rồi. cần một cái sự bình yên của một gia đình, cần một cái chốn để đi về, cần có một người vợ để mà mỗi lần đi làm về thì cũng có ngồi bên nhau bên mâm cơm, dù là không phải sang trọng gì nhưng mà ấm áp đúng không? Vâng. Cô ấy nói thế nào? Cô nói là không, em vẫn thích anh, hay là anh Đúng mà rồi. lấy ai thì em phá hay là như thế nào? Không, nói có nghĩa là bây giờ nó mà ở mức độ là chỉ còn đang còn tôn trọng nhau. Có nghĩa là chị mới nói đang còn tôn trọng nhau. Nếu mà không đến với nhau thì cũng thấy cũng hơi khó, không biết người ta có chịu hay không thôi.
À, tức là mình cũng chưa tuyên bố là thôi. Đã nói rồi chứ, đã nói rồi nhưng người ta vẫn chưa chịu thôi. Người ta chịu là người ta chưa chịu là thế nào? Tới đến nhà mình người ta đánh phá không, hay là không chưa không 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 chưa đến mức độ đó. Nhưng mà người ta nói là em không thể chia tay được với anh. Rồi, nếu thật ra thì thế này này, tình cảm con người nó không giống như sợi dây để mà thích cắt thì cầm cái kéo cắt làm cái xoẹt một cái. Nhất là các bạn đã ở cái tuổi mình cũng qua một cuộc hôn nhân có nhiều đồng cảm với nhau, nhiều chia sẻ. Như em nói là có qua lại, tin rằng chắc cũng ăn nằm với nhau, cũng để lại những xúc cảm nhất định cho người phụ nữ. Dạ đúng rồi, nhiều kỷ niệm. Người ta thích, đúng không? Mình thì thấy không hợp nhưng người ta thấy ngon lành lắm rồi. Thành ra người ta có nói rằng là em chắc là sẽ không bỏ được anh đâu. Nhưng có nói câu đó. Nhưng mà ở việc mình thì mình nếu như mình thấy rằng là cần thiết phải chia tay vì mình thấy nó không hợp thì chỉ một bên cố gắng thì chắc chắn nó cũng không thành công, đúng không? Mình tuyên bố là thôi, chúng ta tạm dừng lại, chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn là tôn trọng nhau, anh em cũng đã có những năm tháng chia sẻ với nhau, bây giờ thì anh cũng phải đi tìm cái cuộc sống của riêng anh và em thì cũng thế, sẽ có một người nào phù hợp hơn để đến với em. Thế mà miệng thì nói nhưng đồng thời mình cũng thực hiện luôn là mình ít qua lại này. Thế rồi kể cả qua lại thì cũng đi uống sinh tố cà phê thôi chứ không không thành một thói quen như ngày xưa là miệng thì bảo là chia tay nhưng mà mỗi lần gặp nhau lại lao vào nhau lại làm cái việc này việc khác thì làm sao mà củng cố được cái mình thì đang muốn giãn ra, đúng không? Thế thì để cho ít nhất là mình đánh tín hiệu cho cô ấy nói rằng mình nói đấy là thật chứ không phải nói bỡn hay nói lẫy gì cả. Là thực sự là mình muốn chia tay. Đồng thời là trước đây một tuần gặp nhau 5 lần thì bây giờ thì lâu lâu mới gặp thôi, nhiều lý do lắm, bận làm việc đợt này lại hơi mệt, đợt này lại hơi ốm, để cho gì người ta tập làm quen với một cảm giác là sẽ đến một ngày nào đó mối quan hệ này nó sẽ không còn như xưa. Cái gì cũng có thể quen được với điều kiện là cần có thời gian, mình đừng có đột ngột quá. Vừa ngày hôm trước ăn ngủ với nhau, cười nói vui vẻ, hôm sau nói thôi nhá, thế xong là thôi luôn thì đúng là hững hụt thật. Thế một mặt thì mình cứ củng cố mối quan hệ với cô bạn gái mới, nhưng một mặt thì cũng có cái thời gian để mà giãn cách với cái cô bạn gái cũ này. Và đặc biệt thì dừng cái mà người ta cảm thấy là rất là phù hợp hai người ấy nhá. Cũng đừng có quá đắn đo, bởi vì thật ra ở tuổi mình rồi, mình phải xác định mình cần cái điều gì là quan trọng nhất. Một mái ấm đi về, một chốn bình yên, một bữa cơm ấm áp. Chứ còn không nặng nề quá là cô ấy phải sinh ngút trời hay là cô ấy bốc lửa ở trên giường nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn lựa chọn được tình yêu đích thực của mình. Và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ sớm có tin vui. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Và cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi.